Phía Tây Tứ Xuyên được biết đến là khu vực giá rét và không khí loãng. Chúng tôi sống chung với tuyết và băng từ 4 đến 6 tháng một năm với nhiệt độ xuống khoảng âm 20 độ C. Việc leo lên các trụ tháp để kiểm tra chúng rất là nguy hiểm ở khu vực vách núi như thế này. Do quá lạnh và thiếu oxy đã ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm giải pháp kiểm tra đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Nơi xe và phương tiện có thể tiếp cận gần 1.000m, bên dưới các trụ tháp đòi hỏi máy bay không người lái phải có thời gian bay dài và khả năng cơ động mạnh. M300 RTK với tải trọng Zemmour H20 series vận hành với thời lượng bay 40 phút nhờ tốc độ cao của việc cất và hạ cánh. Ngay cả với địa hình vách núi như thế này, nó có thể thực hiện kiểm tra chi tiết từ 2 đến 3 trụ tháp trong một chuyến bay. Nó thực sự là một điểm sáng trong các nhiệm vụ với khoảng cách xa cùng chênh lệch lớn về độ cao vách núi. Việc nhiễu điện từ bởi các đường dây truyền tải điện được xử lý chống nhiễu với hệ thống định vị RTK băng tầng kép, giúp máy bay tăng khả năng chống nhiễu và ổn định bay chính xác. Các kiểm tra lặp lại bằng máy bay không người lái với phương pháp thủ công yêu cầu phi công phải có tay nghề cao và kinh nghiệm. M300R với chức năng ghi lại các nhiệm vụ trực tiếp Live Mission, chúng tôi sẽ có những phi công kinh nghiệm nhất thực hiện các chuyến bay demo trước, tạo các tệp nhiệm vụ Mission File, bao gồm các điểm Waypoint, Action, Camera Parameter để tái lập sử dụng trong các nhiệm vụ về sau, tự động hóa hoàn toàn việc kiểm tra. Nhằm cải thiện độ chính xác của việc kiểm tra, chúng tôi sẽ chọn trước các khu vực chính trên hình ảnh đối chiếu. Các thuật toán tự động sẽ tự chụp đối chiếu các khu vực chính chọn trước đó và sẽ cùng ghi ảnh đối chiếu cho các lần kiểm tra tự động về sau. Khi thực hiện kiểm tra chi tiết tính năng ảnh lưới phân giải cao, dòng Zemmour H20 rất hữu ích. Chọn khu vực mục tiêu và máy ảnh sẽ tự động chụp các phân vùng ảnh theo lưới mục tiêu. Chúng tôi cũng sẽ không cần thủ công chụp lại các đối tượng mục tiêu. Zemmour H20T không chỉ chụp ảnh thường thấy mà còn kiểm tra nhiệt độ thiết bị và linh kiện với camera hồng ngoại. Khi vận hành bảo trì đường dây trước Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã phát hiện một neo cáp quá nóng bằng cách sử dụng dữ liệu ảnh hồng ngoại. Máy ảnh bình thường sẽ không chụp được điều này. Với hai lần kiểm tra cũng chỉ có thể kiểm tra 2 hoặc 3 đường dây mỗi ngày. Nhưng bây giờ với Matrix 300 RTK, chúng tôi làm việc hiệu quả hơn với công tác vận hành và bảo trì. Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái từ năm 2015, chứng kiến công nghệ máy bay không người lái đã cách mạng hóa ngành công nghiệp điện. Việc kiểm tra lưới điện tự động sẽ trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp. Dòng Matrix 300 và Zemmour H20 là những công cụ mạnh mẽ giúp chúng tôi sẵn sàng cho mọi thách thức phía trước. Nếu bạn cần quan tâm và tìm hiểu sâu hơn về thiết bị này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Flycam Pro và DJI Việt Nam để chúng tôi được trao đổi, tư vấn và đề xuất các giải pháp phù hợp cho nhu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.